Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 3 triệu token RDOT nè bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình làm tắt chatbot nè bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nha bạn. Thì token này sẽ list sang LA token. Rồi tiếp tục join kênh group nè. Rồi tiếp tục các bạn follow tại Twitter và retweet tăng 3 người bạn vào nè các bạn. Rồi trên tờ Twitter bạn nào chưa theo dõi thì theo dõi các bạn, sau đó các bạn like nè, các bạn dẫn cho tờ tweet nè các bạn tăng 3 người bạn mình vào các bạn, rồi mình tờ tweet lên nè. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào một ship đi tên nè các bạn, rồi bạn bấm don nè, rồi các bạn điền lại username tờ Twitter của mình nha các bạn, cái này nè chết như cho bot nè. Rồi sau đó các bạn copy địa chỉ bnb smart chain bet 20 trên chocolate của các bạn. Rồi sau đó bấm sẽ sau tiếp tục cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 3 triệu token Gundot. Rồi các bạn việc lên ghép chia sẻ trong bè những cái thằng cái tin token các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình và chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.